Chào tất cả các bạn. Trong cái video lần này mình sẽ giới thiệu về biến cục bổ. Vậy thì biến cục bổ là gì và cái ý nghĩa của nó như thế nào và cách sử dụng cái biến cục bổ là gì? Đấy. Thì những vấn đề đó thì mình sẽ giải thích ở trong cái video lần này. Đấy. Ở đây mình sẽ xét một cái ví dụ để cho các bạn thấy cái biến cục bổ là gì. Đấy. Thì về khái niệm thì biến cục bổ là cái biến mà chỉ được phép sử dụng ở trong một cái hàm riêng biệt. Đấy. Và khi ra khỏi cái hàm đó thì nó không được phép sử dụng. Đấy. Ví dụ ở đây mình trong cái hàm in the main này mình sử dụng cái biến cục bổ của hàm main này. Và mình ở đây cái hàm void main là cái hàm khác, thì mình thử xem mình thử in cái biến cục bổ của cái hàm main này ra xem thử có được hay không nhá. Rồi ở đây mình sau khi đã viết sẵn cái code thì mình sẽ chạy cho các bạn xem, chọn z ở đây chạy đây. Cái trình biến dịch nó sẽ báo lỗi ngay ạ. Cái compiler nó sẽ báo lỗi. Thứ nhất một cái error này. Đấy. Đấy, nó lỗi ở cái hàng 14 này. Lỗi C2064 underclient independent. Tức là nó không hiểu cái biến cục bổ main này là gì. Đấy. Đấy, khi các bạn di chuyển cái con chuột ấy đến cái biến cục bổ nó ở cái hàm print này thì nó sẽ hiển thị lên cái lỗi undefined, nên là nó không định nghĩa được cái biến cục bổ này, cục bổ main này. Đấy. Thì đó là một cái ví dụ. Nếu như mình bây giờ mình sẽ in ra cái biến cục bổ của nó đây là bằng 1 này. Như vậy thì ta cũng đã thấy được cái sự khác sự đấy. Thì chính là cái biến cục bổ của main. Mình khởi tạo cái giá trị ban đầu của nó là bằng 1 này. Vậy thì các bạn đã thấy cái sự khác nhau giữa khi chúng ta đưa cái biến cục bổ ra bên ngoài cái hàm khác đấy, thì điều đó là không thể đấy. Bởi vì trong cái biến cục bổ nó chỉ được phép sử dụng trong cái hàm tại cái hàm mà nó đang hoạt động đấy, chứ không thể sử dụng nó ở ngoài cái hàm nó main này đấy. Và trên đây là cái phần giới thiệu về cái biến cục bổ đấy. Và vấn đề và cái cuối cùng mình muốn chốt lại đó là các bạn khi nhắc đến cái biến cục bổ thì các bạn cần phải chú ý rằng là cái biến cục bổ nó chỉ được phép sử dụng trong cái hàm của nó đang hàm chỉ sử dụng ở trong một hàm thôi đấy, và khi không được phép sử dụng ở các hàm khác đấy. Và khi chúng ta sử dụng nó trong các hàm khác thì nó sẽ báo lỗi ngay đấy. Và chương trình nó sẽ bị lỗi. Và khi bị lỗi thì nếu mà chương trình dài thì sẽ rất khó để sửa. Nên là khi các bạn viết code thì chúng ta nên chú ý đến cái biến cục bổ đấy. Và cái biến các bạn cần phải phân biệt giữa biến cục bổ và cái biến toàn cục đấy. Toàn cục tức là tất cả các hàm đều có thể sử dụng cái biến đó đấy. Vậy thì cái biến toàn cục thì mình sẽ giới thiệu ở cái video bài học sau đấy. Thì hôm nay mình chỉ cái giới thiệu về cái biến cục bổ thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.